sẽ vào cái kênh Photo Old Time Lab này để chúng ta làm gì? Đương nhiên là chúng ta xem về những cái video mà gọi là để đồ ăn lâu rồi. Thì video này dùng để mà nhắc nhở các bạn ấy là đừng có để đồ ăn lâu nhá. Không thì số phận của những cái đồ ăn đấy các bạn để lâu nó sẽ giống như những cái đồ ăn ở trên này. Rồi, ở đây chúng ta có cái gì đây? Ở đây chúng ta có nước gì đây? Bên này có vẻ là nước bình thường đúng không? Này cà cola, bên này là nước cam. Ba loại nước này đấu với nhau à? Nice. Ban đầu ấy là cả ba loại nước này đã nó tan đi hết này. Bắt đầu nó bị rút xuống này. Các bạn để ý lên cái nước cam này. Rút lên rồi nè. Còn bên nước Coca-Cola thì bắt đầu nó múc Oh no. Oh no! Ngày trôi qua giờ thì nước cam nó thành cái thứ nước gì rồi các bạn, không còn oh, nước cam nữa, một cái chất bẩn bẩn đen đen nâu nâu. Có lẽ chỉ đến thế rồi đúng không? Giờ thì vẫn đang chạy mà ta, này bắt đầu nó trào ra đúng không? Ôi giời ơi. Nice. Rồi, chúng ta đến với lại một con tôm. Với những con tôm 3, 6, 9, 12, 13 con tôm gì đấy xếp vòng tròn. Và đây là hình ảnh đây là cái hình ảnh mà sau khi nó bị bay màu nhá. Đây, các bạn hãy nhìn những hình ảnh này lần cuối đi. Ok. Okay.
con tôm. Chẳng có gì xảy ra mấy. Ê, khoan. Bắt đầu những con tôm này nữa. Bắt đầu những con tôm này chảy nước ra đúng không? Nice. Ồ, chảy nước mà kìa bạn. Oh no! Sau 15 ngày trôi qua, bắt đầu nó thâm đen, nó vàng lạ. Mắt nó bắt đầu nó lồi ra kìa. Oh! Những cái bọn này đang ở trên một cái đĩa thức ăn nè. Nó vào vào hơn nữa kìa. Bắt đầu nó bắt đầu nó dính hết vào nhau.